với sự góp mặt của những cái tên Properie, Dia Gaming, HP1 và Ami Vissai, bảng đấu đầu tiên của Petawix Season 1 được hứa hẹn và trông chờ sẽ là những cuộc đối đầu căng thẳng và cân tài cân sức. Thực tế cũng diễn ra đúng như vậy, có thể vòng đấu đầu tiên không có quá nhiều điều để nói khi Dia Gaming có được chiến thắng nhẹ nhàng 5-2 trước Properie, còn HP1 bị xử thua do vắng mặt. Tuy nhiên, kịch tính của bảng đấu đã đến từ các trận đấu thứ hai. Cặp đấu giữa hai đội cùng thắng ở trận đấu đầu tiên, Dia Gaming gặp Ami Vissai đã diễn ra căng thẳng đúng như dự kiến. Và phải đến round đấu cuối cùng, sự tỏa sáng kịp thời của Hà Nội City mới mang về được chiến thắng sít sao 5-4 cho các chàng trai Ami Vissai. Trong trận đấu còn lại diễn ra giữa hai đội chưa có điểm, HP1 cũng đã vô cùng vất vả để vượt qua được sự kiên cường của Properie với cục tỷ số 5-4. Và lúc này, cục diện bảng đấu đi về chiều hướng có tới 3 đội cùng nhau cạnh tranh vị trí thứ hai. Và cuối cùng, sự tiếc nuối được dành cho HP1.